Rồi, mở nước đi, mở nước trước nha. Lâm Điền 24 giờ cung cấp dịch vụ thông tắc bồn rửa chén bị rồi. Nghẹt, bồn cầu bị nghẹt, sàn nhà tắm bị nghẹt, nội soi camera ra định vị tìm hầm, nội soi camera ra kiểm tra lỗi hệ thống. Để tìm hiểu về dịch vụ của Lâm Điền 24 giờ, bạn vào kênh đăng ký và theo dõi Lâm Điền 24 giờ nhé. Ướt cả điện thoại, ướt cả tâm hồn. Cửa sổ là ánh mắt, là cửa sổ tâm hồn mà. Chăn trúng mắt. Cảnh báo chứ rồi đó. Lớn rồi. Rồi, mở. Mở máy. giảm cuốn còn 27. Lâm Điền 24 giờ cung cấp dịch vụ thông tắc bồn rửa chén bị nghẹt, bồn cầu bị nghẹt, sàn nhà tắm bị nghẹt, nội soi camera ra định vị tìm hầm, nội soi camera ra kiểm tra lỗi hệ thống. Để tìm hiểu về dịch vụ của Lâm Điền 24 giờ, bạn vào kênh đăng ký và theo dõi Lâm Điền 24 giờ nhé. Xuống dưới giảm lại rồi nè. Trời ơi, nó giảm không? 27 nhẹ xíu. Nó còn giảm số 27. A few moments later. Ước đứt hai người.